5 điều kiện doanh nghiệp IPO lên sàn Nasdaq. 1. Lợi tức sau thuế phải đạt 1 triệu đô. 2. Tài sản hữu hình phải đạt 75 triệu đô. 3. Vốn cổ đông từ 15 đến 30 triệu đô. 4. Giá trị thị trường tối thiểu 75 triệu đô. 5. Đảm bảo cổ phiếu giao dịch trên sàn phải đạt 4 đô. Đây chính là 5 điều kiện để niêm yết lên sàn Nasdaq. Sàn Nasdaq là sàn thứ 3 thế giới. Nếu quý cô chú anh chị em nào chưa tìm được doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn, hãy liên hệ với Tuyết Lê. Tuyết Lê, đầu tư cổ phần doanh nghiệp.